Thùy Dương mến chào quý cô chú, anh chị em và các bạn. Cái vụ mà ngày hôm nay đó có nhiều sư sãi, những người giả tu, chúng ta thấy có nhiều thượng tọa, hòa thượng trong cái đầu trọc lóc, áo nâu sòng, áo vàng, nhưng cuối cùng lại họ lại có nhiều năm tuổi đảng, phải không? Làm ta giật mình. Vậy thì bây giờ quý vị nghe một nhân vật mà Thùy Dương cũng đã vài lần Thùy Dương nhắc tới trong những cái video của mình. Người đó là ai? Hắn là ai? Hắn là Thích Trí Quang, một trong những người mà xách động cái phong trào Phật giáo xuống đường ở tại Thừa Thiên Huế năm 1963. Thì trong cái video này Thùy Dương sẽ nói về nhân vật này và những cái sự phá hoại của ông. Trước khi Thùy Dương đi sâu vào cái nội dung đó quý vị, xin quý vị hãy ủng hộ Thùy Dương bằng một cái like để giúp YouTube nó đề xuất đến nhiều người xem. Và cái tiếp nữa là quý vị, nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương. Quý vị biết không, Thùy Dương chọn cái đề tài này á để mà đi, để mà làm đó quý vị, là một cái đề tài không phải dễ và đặc biệt là nó khó. Và những cái thông tin lịch sử đó quý vị sẽ nó cũng tương đối là nhàm chán, mà nó chỉ làm cái tạo cái sự thú vị dành cho những người nào có cái sự quan tâm đối với lịch sử nước nhà mà thôi. Cho nên hãy ủng hộ Thùy Dương bằng một cái like và giúp cho YouTube đề xuất nha quý vị. Đó là cái lời Thùy Dương năn nỉ quý vị và Thùy Dương xin gửi lời cảm ơn đến quý vị. Bây giờ thì Thùy Dương bắt đầu cái nội dung của cái video ngày hôm nay. Sự thật về Thích Trí Quang qua biến động miền Trung và pháp nạn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hôm nay. Và người viết đó là Tôn Nữ Hoàng Hoa. Gần đây, chúng tôi đã nhận rất nhiều email và điện thoại về cùng một câu hỏi: tại sao Phật giáo mình lung tung vậy? Khi một số người con Phật thắc mắc về đạo của mình đang ở vào tình trạng lung tung, tức là ở đó họ đang cần thấu hiểu hiện thực của tình trạng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cho đến nay, trước những mưu toan xâm chiếm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bắt nguồn từ những vị sư quốc doanh đã trà trộn trong Phật giáo Việt Nam đã từ từ lộ diện. Tuy những tổ chức trá hình thân hữu Già Lam, nhóm tăng ni hải ngoại đi từ giao điểm về nguồn đã cho thấy lực lượng sư quốc doanh trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã lặn sâu để hôm nay nhất định phải trèo cao hầu thực hiện giai đoạn chót của những kẻ đạo tặc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đang biến đạo vào đảng hôm nay. Chúng ta nghe chúng ta thấy sợ không? Một khi nói đến giai đoạn chót, chắc chắn chúng ta phải nhắc đến giai đoạn đầu, giai đoạn của các sư quốc doanh thực hiện kế hoạch đưa đảng vào đạo. Cho dù đứng dưới lăng kính nào, cho dù bất cứ một suy nghĩ nào, dù cho các vị cao tăng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng phải đồng ý ngầm một điều rằng bất cứ những biến cố nào đang xảy ra hôm nay cũng đều được điều hướng bởi Thái Thượng Hoàng. Một Thái Thượng Hoàng mà trong bức tâm thư của Thượng tọa Thích Chân Tâm đã gửi ra cách đây. Thùy Dương thấy chữ TT đó quý vị, Thùy Dương không biết là thượng tọa hay là trụ trì nha quý vị. Một Thái Thượng Hoàng mà trong bức tâm thư của Thượng tọa Thích Chân Tâm, nếu mà nó sai cái chỗ này thì quý vị ghi xuống giùm Thùy Dương. Thích Chân Tâm đã gửi ra cách đây không lâu, đã có nhắc đến trước âm mưu soán ngôi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ của nhà thơ, nhà tu, nhà ước mơ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, ca khúc Khải Hoàn Thích Tuệ Sĩ. Thái Thượng Hoàng đó mà Thích Chân Tâm ám chỉ là ai? Xin cùng thưa quý vị, đó chính là Thích Trí Quang. Một thời đã chống Mỹ cứu nước lẫy lừng, và cái từ chống Mỹ cứu nước lẫy lừng là đóng mở ngoặc kép, qua biến cố miền Trung năm 1963, năm 1966. Thích Trí Quang cư ngụ tại chùa Già Lam của Thích Trí Thủ ở Việt Nam. Cho nên khi quý vị có ý nghĩ là sao Phật giáo mình lung tung, đó chính là ý đồ của Việt Cộng muốn tạo ra cho quý vị sự suy nghĩ đó, để chúng dễ dàng đánh phá Phật giáo, giam giữ quý vị cao tăng chánh tâm cầu đạo hay thảm sát quý vị chân tu.
Bức tử đầu độc quý thầy sau khi nhìn ra chân tướng của chúng trong kế hoạch biến đạo Phật vào đảng tiếp nối một giai đoạn lịch sử của Phật giáo qua biến cố Phật giáo tại miền Trung năm 1963, năm 1966. Sau việc chỉ huy điều hành thanh niên và sinh viên Phật tử tại Huế để lật đổ chính quyền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa và cuộc thảm sát cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, người dân miền Trung đã không còn nhìn thấy Thích Trí Quang là hình ảnh của một ông thầy tu mà là một hình ảnh của một vị tướng trận bận áo cà sa để thao túng chính trường Nam Việt Nam. Nếu bảo là chính quyền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa đàn áp Phật giáo và Thích Trí Quang phải lãnh đạo cuộc xuống đường để bảo vệ giáo pháp, vậy thì sau khi chính quyền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ và cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị tướng Dương Văn Minh thảm sát, Thích Trí Quang vẫn tiếp tục xuống đường để đuổi Mỹ về nước, tiếp tục chống đối chính quyền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa với cái mục đích gì? Trở lại giai đoạn đau thương đó, nếu chính quyền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa không cương quyết với Thích Trí Quang, thì chắc chắn Việt Nam đã bị bọn Việt Cộng giải phóng sớm hơn năm 1975. Kính mời quý vị Phật tử nói riêng và tập thể người Việt quốc gia quyết tâm diệt cộng trở lại vụ biến cố miền Trung do Thích Trí Quang chỉ huy chiến trường bạo động. Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị tướng Dương Văn Minh lấy chỉ thị từ Thích Trí Quang thảm sát cố Tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày 2 tháng 11 năm 1963. Ngay sau đó, Thích Trí Quang và Liên phái Phật giáo họp tại Chùa Xá Lợi vào hai ngày 31 tháng 12 năm 1963 và ngày 1 tháng 1 năm 1964 để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và đã được ông Dương Văn Minh ký giấy cho phép hoạt động. Tất cả quý thầy chánh tâm cầu đạo và sư quốc doanh trong thời gian này chưa có lộ mặt, đã cùng chung một mái nhà giáo hội. Sau hai ngày ký giấy phép hoạt động cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tướng Dương Văn Minh trong ngày 16 tháng 1 năm 1964 đã ra lệnh thả hết tù Việt Cộng, trong đó có tên gián điệp Vũ Ngọc Nhạ và tên Bảy Liêm, chỉ huy tổ đặc công của Việt Cộng tại Sài Gòn Chợ Lớn, chuyên ám sát và phá hoại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Người Mỹ biết tướng Dương Văn Minh là đệ tử thứ thiệt của Thích Trí Quang và lấy chỉ thị của Thích Trí Quang để thi hành, do đó họ rất quan tâm trước hành động thả tù Việt Cộng của Dương Văn Minh. Trước hiện tình đó, người Mỹ đã liên kết với tướng Nguyễn Khánh để làm cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 1964, loại trừ những tướng Việt Nam thân với Giáo hội Phật giáo lúc bấy giờ. Trước cuộc chỉnh lý chớp nhoáng của tướng Nguyễn Khánh, Thích Trí Quang rất tức giận và hụt hẫng cho kế hoạch tiếp nối. Sau khi tiêu diệt Tổng thống Ngô Đình Diệm một cách thành công tốt đẹp, Thích Trí Quang chỉ chờ tướng Dương Văn Minh thi hành kế hoạch tiếp nối thì miền Nam cũng tự tay tướng Dương Văn Minh đã bị giải phóng sớm hơn 10 năm. Nhưng người Mỹ đã phá tan kế hoạch của Thích Trí Quang và vì không đạt được mục tiêu chính trị, do đó Thích Trí Quang phản công người Mỹ bằng một công cuộc chống Mỹ cứu nước và công khai đánh phá chính quyền Nam Việt Nam và người Mỹ dưới cái lốt áo cà sa. Kính mời quý vị Phật tử nói riêng và tập thể người Việt quốc gia quyết tâm diệt cộng trở lại vụ biến cố miền Trung do Thích Trí Quang chỉ huy chiến trường bạo động. Trong cuốn Việc từng ngày của học giả Đoàn Thêm đã có ghi chép rằng ngày 27 tháng 3 năm 1964, Thích Trí Quang ra lệnh thành lập Hội đồng Nhân dân Cứu quốc tại Huế. Sau đó thành lập thêm lực lượng tranh thủ của cách mạng với mục đích đấu tranh vũ trang, bạo động với mục đích chiếm được Thừa Thiên Huế. Sau khi chiếm được Thừa Thiên Huế,
thì đã có Hội đồng Nhân dân cứu quốc tiếp quản và cai trị. Ngày 20 tháng 11 năm 1964, Thích Trí Quang cùng một số họ Thích khác mở đầu một cuộc tuyệt thực để xách động Phật tử tại Sài Gòn và quần chúng đến biểu tình tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Trong cuộc biểu tình này có khẩu hiệu đòi hỏi hãy để cho dân tộc Việt Nam tự quyết. Ngày 23 tháng 11 năm 1964, lực lượng tranh thủ cách mạng của Thích Trí Quang đã điều động và chỉ huy một đoàn biểu tình gồm thanh niên sinh viên Phật tử kéo đến phòng thông tin Mỹ tại Huế, đốt cháy thư viện của Mỹ. Phó lãnh sự Mỹ là ông Anthony Lake đến chữa cháy đã bị ném đá khủng khiếp. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, trong khi các toán quân thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên đổ quân tại Đà Nẵng, thì Thích Trí Quang chỉ thị Thích Quảng Liên mở một cuộc thuyết pháp và trong buổi thuyết pháp đó đã kêu gọi là Mỹ không được đổ bộ đến Việt Nam và đòi hỏi vấn đề Nam Việt Nam phải để cho người Việt Nam tự quyết. Cái đoạn này là quý vị thấy rõ ha. Là Mỹ là ngày 8 tháng 3 năm 1965 Mỹ đổ bộ vào Việt Nam và lúc này cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị ám sát, đã bị giết hại rồi. Ngày 9 tháng 4 năm 1965, hội thảo tại Dinh Gia Long giữa Quốc trưởng, Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia lập pháp về cuộc khủng hoảng chính trị do Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự điều hướng của Thích Trí Quang gây ra. Để ổn định tình hình tại Nam Việt Nam do Thích Trí Quang thao túng qua chiếc áo cà sa, một chính quyền quân sự đã ra đời cho sự thành lập của Hội đồng Tướng lãnh và Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia. Thiếu tướng Không quân Nguyễn Cao Kỳ giữ chức Ủy ban Hành pháp Trung ương. Thì anh chị thấy là lúc ban đầu á, là Thích Trí Quang hùng hổ quậy tưng bừng. Nhưng mà đến năm 1975, sau 30 tháng 4 đó quý vị là thấy nó đàn áp dã man luôn. Đàn áp kinh khủng và Thích Trí Quang phải im hơi lặng tiếng. Ngày 21 tháng 3 năm 1966, Thích Trí Quang điều động thanh niên, sinh viên Phật tử xuống đường, biểu tình liên miên chống chính quyền quân Việt. Chính quyền quân Việt ở trong đây là mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép. Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ và chống Mỹ không cho yểm trợ chính quyền Nam Việt Nam. Tu sao không ở trong chùa mà sao mà cứ đi gây rối cho chính quyền miền Nam chi vậy hả Thích Trí Quang? Đó, thì đây là một cái câu hỏi là ủa ông đi tu mà tại sao ông cứ quấy rối liên tục vậy? Chưa từng thấy quý vị. Thì ngày 13 tháng 3 đó năm 1966 thì Thích Trí Quang chỉ thị cho Viện Hóa Đạo họp báo và lại tiếp tục ra lệnh cho chính quyền Nam Việt Nam là các tướng nào mà có công với cách mạng, có nghĩa là lật đổ mà cơ cấu đệ nhất của Việt Nam Cộng Hòa và giết Tổng thống Ngô Đình Diệm như tướng Dương Văn Minh lúc bấy giờ ở nước ngoài, hay ở trong nước như tướng Tôn Thất Đính, nè, rồi tướng Trần Văn Đôn, tướng Mai Hữu Xuân, tướng Lê Văn Kim phải được trở lại quân đội để mà lập chính phủ đoàn kết. Thì mô Phật không biết Thích Trí Quang tu cái kiểu gì đây. Lúc này mình thấy cái tay Thích Trí Quang này là như một cái tay quyền lực cho anh chị. Thì chúng ta thấy được là gì, tham vọng quyền lực của Thích Trí Quang rất là lớn. Muốn chỉ đạo cái này, muốn chỉ đạo cái kia, cho nên là cố tổng thống Ngô Đình Diệm lúc này là những cái gai trong mắt của Thích Trí Quang. Tại vì cố tổng thống Ngô Đình Diệm quá giỏi đi, Thích Trí Quang thì không chịu cái điều đó. Cho nên là như phần trên đã nói anh chị là Thích Trí Quang đã ra lệnh cho Dương Văn Minh giết hại tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì ngày 31 tháng 3 năm 1966 đó thì Thích Trí Quang qua danh hiệu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Ấn Quang thì đã xách động thanh niên sinh viên Phật tử đã tổ chức một cuộc biểu tình mà vĩ đại trước chợ Bến Thành ngay tại quảng trường Quách Thị Trang. Với những biểu ngữ như là Down with US obstruction, we want independence và hình nộm của hai tướng Thiệu Kỳ bị treo trước pháp trường Cát trước chợ Bến Thành. Thì Dương cũng không biết pháp trường Cát trước chợ Bến Thành là cái gì ha. Không biết Thích Trí Quang có vừa tụng kinh cầu siêu vừa muốn giết hai tướng Thiệu Kỳ không nhỉ? Ở cái khúc này đó là quý vị đã thấy là quá tự do luôn. Miền Nam Việt Nam quá tự do so với bây giờ. Anh chị nhìn. Phải không? Được xuống đường rồi dân biểu ngữ. Rồi bây giờ anh chị coi, người dân mà chỉ cần mới vừa cầm cái tờ giấy thôi, một cái là lực lượng công an kéo xuống dẹp liền. Không, đâu có để đâu. Nhưng mà thời của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên tại sao Thùy Dương nhiều lần Thùy Dương cứ nói là gì? Chính những con người này đã tiếp tay giết chết cái nền tự do non trẻ của Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa.
Nếu mà họ không có những cái mưu đồ phá hoại như vậy đó quý vị, thì Việt Nam bây giờ, tôi nói thiệt với anh chị, là thằng Nhật, Việt Nam cũng ngang ngửa chứ không có thua đâu quý vị. Nhưng mà Âu cũng là cái định mệnh của dân tộc Việt Nam, và cái trách nhiệm của Thùy Dương hoặc là những người khác thì bây giờ nhắc lại lịch sử khi mà Thùy Dương ở cái quốc gia khác thôi. Chứ còn mình nói về nghiệp nó nghe nó nặng nề quá, nhưng mà thật sự đó là cái nghiệp rõ ràng luôn bà con. Tại vì tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa rất là giỏi, và chúng ta đã có được những người lãnh đạo, những người thủ lĩnh rất là giỏi. Ví dụ như cố tổng thống của Đình Diệm giỏi vô cùng. Thấy không? Nhưng mà nó thời cuộc chúng ta cũng không biết, tại vì Thùy Dương giỏi là mình phải thừa nhận cho cái chỗ là từ năm 1954, trong một cái hoàn cảnh đất nước là nhiễu nhương, mà ông lên làm thủ tướng, và với cái đường hướng của ông đi chỉ có mấy năm thôi, tới có 9 năm thôi quý vị, mà ông đã làm ra một cái sự thay đổi là quý vị biết là phải khó khăn, phải như thế nào mới làm được. Mà có người, nhiều người nhìn vô tại vì ổng thế này, tại vì ổng thế kia, trong cái trường hợp đó làm sao loạn tùm lum hết để làm được điều đó, để mà một cái người tổng thống mà đi ra nước ngoài, tổng đến tổng thống Mỹ phải ra chào gặp cúi đầu, là cái chuyện đâu có đơn giản đâu, đâu có đơn giản. Cho nên có nhiều người vẫn trách tại cố tổng thống gia đình trị ABC các kiểu. Bây giờ mà giao cho họ làm chưa chắc gì họ làm được một phần giống như những gì cố tổng thống làm. Khi mà mình nói thì họ cho mình cuồng, họ họ không có nhìn vô những gì mà người ta làm, không có nhìn vô những thành quả mà cố tổng thống đã đạt được, và không nhìn vô lúc ban đầu mà cố tổng thống của Đình Diệm đi lên đó, là cố tổng thống của Đình Diệm và phải khó khăn như thế nào. Thì Dương đọc lịch sử thì Dương thấy là cái khởi điểm mà cố tổng thống đi lên làm thủ tướng không tưởng tượng được luôn, không có ai hết, không có những người nào cẩn thận để mình tin cậy, chả có ai hết, chỉ có một cái chức là thủ tướng thôi, ngoài ra ông không có gì khác hơn hết. Rồi còn đổi gì nữa, 9 năm mà làm một bộ mặt thay đổi, xuất cảng gạo hàng hóa và cái GDP thu nhập của đầu người tăng cao, người dân sống trong hạnh phúc, lo được cả về giáo dục, quốc phòng, về bộ máy hành chính, ngoại giao, đối nội đối ngoại, lo quá trời luôn. Còn đòi cái gì nữa? Trời, có nhiều người đòi hỏi một cái người giỏi đó, rút cuộc sau khi có tổng thống Ngô Đình Diệm chết rồi, có thấy tay nào lên làm ra hồn không? Đó, thấy không? Đòi hỏi quá trong khi mình không có khả năng làm, tại con người có cái sự đố kỵ rất là lớn quý vị. Cũng cùng trong ngày đó, tại Đà Nẵng, tại Huế cũng có biểu tình với những khẩu hiệu như trên. Ngày 3 đến ngày 7 tháng 4 năm 1966, lực lượng tranh thủ cách mạng của Thích Trí Quang tổ chức biểu tình đồng loạt và hô to khẩu hiệu đuổi Mỹ về nước. Cái này sao mà giống y chang Việt Cộng với chiêu bài chống Mỹ cứu nước phải không quý vị? Ngày 4 tháng 4 năm 1966, lực lượng tranh thủ cách mạng của Thích Trí Quang biểu tình đốt cháy đài phát thanh Đà Lạt. Chưa thấy ông thầy tu nào mà như vậy luôn. Thì ngày 5 tháng 4 năm 1966, tại Huế và tại Đà Nẵng, lực lượng tranh thủ cách mạng của Thích Trí Quang đã võ trang giao gậy để chặn đường vào thành phố Đà Nẵng. Bác sĩ Mẫn, đệ tử thứ thiệt của Thích Trí Quang, thị trưởng Đà Nẵng, đã đem 400 binh sĩ theo lực lượng cách mạng của Thích Trí Quang đóng quân tại chùa Phổ Đà. Lại Phổ Đà tổ chức đại hội tiến danh, xách động quần chúng giao gậy chống lại chính quyền. Thì quý vị nhìn vào có mấy ổng có tu không? Không. Mà mấy ổng dựa vào Phật giáo, lợi dụng tôn giáo, mà đạo Phật là có nhiều Phật tử, có nhiều người theo nhất tại Việt Nam. Cũng cùng ngày đó, tên bác sĩ Mẫn, đệ tử thứ thiệt của Thích Trí Quang, đã bị cách chức và bị bắt. Ngày 8 tháng 4 năm 1966, lực lượng tranh thủ cách mạng của Thích Trí Quang nhất định đòi hỏi chính quyền của hai tướng Thiệu Kỳ phải rút lui. Ngày 9 tháng 4 năm 1966, sau khi tướng Tôn Thất Đính được cử ra Huế, thì ngày 17 tháng 4, Thích Trí Quang bay từ Sài Gòn ra Huế để trực tiếp chỉ đạo cuộc đấu tranh bằng bạo lực. Và cũng trong ngày 17 tháng 4 đó, lực lượng tranh thủ cách mạng của Thích Trí Quang đã bắt giữ ông Nguyễn Hữu Chí, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Nam, và ông quận trưởng quận Hòa Vang cùng một số rất đông được coi là thân chính quyền quốc gia. Ngày 16 tháng 5 năm 1966, tướng Đính Đào Ngũ vì vắng mặt không có lý do bỏ nhiệm sở, do đó chính quyền trung ương đã điều động tướng Huỳnh Văn Cao ra thế tướng Đính.
Vừa khi máy bay của trực thăng chở tướng Cao đáp xuống, thì một thiếu úy Phật tử tên Nguyễn Đại Thức đã nổ súng bắn máy bay trực thăng. Xạ thủ của trực thăng sợ thiếu úy đó nổ súng giết tướng Cao, nên đã hạ thiếu úy đó tại chỗ. Hai ngày sau, Thích Tri Quang ra lệnh cho sinh viên Phật tử khiên xác của thiếu úy Thức đi cùng khắp thành phố Huế với mục đích gây ấn tượng căm thù Mỹ để xách động quần chúng xuống đường cướp chính quyền. Thấy ghê không? Thủ đoạn mưu mô ghê chưa? Và cái vụ mà của tướng Nguyễn Ngọc Long cũng tương tự, nó cũng chơi cái trò đó đó. Nó kích cho người ta, nó kích cho người ta ra tay. Nó làm trước, rồi người ta thấy người ta tự vệ, người ta làm thì bắt đầu nó lấy cái mà người ta làm, nó đi rêu rao. Mà người Việt Nam Cộng Hòa, người chân chính họ không có mưu mô được như vậy. Cho nên ngày hôm cách đây khoảng 2 ngày, Thùy Dương có đi gặp một nhóm người. Thùy Dương gặp cái anh đó, ảnh wannabe cũng nhiều chục năm rồi, anh không có về Việt Nam một lần nào nữa hết. Thì qua cái cách nói chuyện của ảnh là Thùy Dương biết là ảnh là con người chân thật vô cùng. Có nghĩa là ảnh là thuộc dạng, ảnh nói là ảnh đi hồi đó ảnh còn nhỏ lắm, cho nên những cái gì mà ảnh biết về Việt Nam á là ít chứ không nhiều, nhưng mà ảnh chỉ nghe lại mẹ anh kể thôi. Nhưng mà khi mà ảnh không biết gì nhiều á thì ảnh cũng không có dám nói đại, anh không có dám nói. Thì anh chỉ biết rằng cái bản chất của người Việt Nam Cộng Hòa, người miền Nam á, là thường thường là như vậy đó. Có sao nói vậy, không có thì nói không có thì nói có. Họ không có bịa, họ không có nghĩ được là họ phải sống ác, họ phải sử dụng thủ đoạn. Thùy Dương không biết là cái con người cộng sản á, bắt đầu thủ đoạn từ khi nào. Nó thủ đoạn từ cái thời mà cộng sản tiên sư ở bên Liên Xô hay sao anh chị, nó đem về tới Việt Nam thì nó bắt đầu như vậy hay sao. Con người cộng sản nó rất là thủ đoạn, nó mưu mô. Cho nên á, khi mà mình sống với con người anh chị mà họ được giáo dục bởi cái chủ nghĩa cộng sản á, là chúng ta luôn luôn ở trạng thái phải đối phó, chúng ta luôn phải đề phòng. Tại vì con người lúc này nó không có còn chân thật nữa, nó không còn bình thường nữa. Mình tiếp xúc luôn vô á, mình sẽ biết rằng con người đó là họ có chân thật hay không qua cách nói chuyện của họ. Họ không có nói giả dối được, họ không có nói xạo được. Như Thùy Dương á, là con người của Thùy Dương cũng mưu mô chứ không phải là không mưu mô. Không, Thùy Dương không thể nào mà Thùy Dương cái kiểu mà Thùy Dương không biết cái gì hết rồi này kia nọ, lịch sử Thùy Dương đâu có thấy đâu. Cho nên Thùy Dương không có nói được. Thùy Dương nếu mà Thùy Dương cái kiểu mà chân thật giống như cái người anh mà Thùy Dương gặp ảnh cách đây 2 ngày là Thùy Dương sẽ không làm chương trình được luôn. Tại vì mình cứ có cái nỗi sợ lớn quá mà rồi mình không vượt qua được, rồi mình nói ô tôi không biết cho nên tôi không kể. Thùy Dương không như vậy, Thùy Dương đi đọc sách, Thùy Dương đi hỏi, Thùy Dương đi tìm bằng mọi cách, Thùy Dương lấy cái kiến thức của người ta làm cái kiến thức của mình và nhìn vào cái tình hình đó đó, tình hình đất nước đó đó với tình hình đất nước bên ngoài, với những gì mình đã đi á, nó cho mình cái kiến thức. Chứ còn đợi mà Thùy Dương phải thấy những gì, Thùy Dương nghe những gì trực tiếp để Thùy Dương mới dám lên tiếng là Thùy Dương sẽ không bao giờ Thùy Dương làm video được. Thùy Dương không thể nào có mặt ở trên mạng xã hội từ 6 năm nay được quý vị. Cho nên là giống với cái chủ nghĩa cộng sản, nếu mình muốn chống lại nó, mình không thể nào mà mình khờ khạo mà mình trực tính được, mình trực tính như nó, trực tính cái kiểu giống như con người miền Nam Việt Nam là không được. Tại vì mình biết cái bản chất cộng sản á, là sao nó ác, nó thủ đoạn, nó nhiều chiêu trò. Mà nếu mà mình chống lại nó đó anh chị, mình mà không có được cái, mình không hiểu được cái cách thức của nó, mình ngây thơ quá, mình bộc trực quá, không, mình thật thà quá là mình không thể nào. Như nói thiệt với anh chị, cho nên là tại sao có nhiều người mà Việt Nam Cộng Hòa đó anh chị, họ có chống cộng nhưng họ chống một cái, họ chống ở cái chỗ là họ thật thà lắm, họ thật thà. Tại vì cái bản tính của họ như vậy rồi, họ không thể nào, họ thủ đoạn, họ không thể nào họ mưu mô hơn. Thùy Dương đang nói những cái con người được sống, được đào tạo trong trường lớp đàng hoàng nha. Còn những cái tay mà chống cộng mà ăn học không có, mà cái dân mà đi, ngày xưa đi vượt biên, thấy người ta đi vượt biên rồi đi theo á, không có kiến thức gì đó mà gặp đâu cũng chửi là khác. Còn những người mà ta có hiểu biết á, người ta nói là một chuyện khác nữa. Thì nói chung chống cộng thì nó cũng có nhiều dạng chống cộng lắm, chứ không phải là chống cộng là nói chung nó thuộc cùng cái tầng không phải vậy. Dạ. Và cái câu chuyện mà của cái người anh kể cho Thùy Dương cách đây khoảng 2 ngày đó thì Thùy Dương làm cho Thùy Dương cũng suy nghĩ khá nhiều. Tại vì thường thường Thùy Dương nói là gì, ở cái miền Nam Việt Nam bị thua là bởi vì người miền Nam á, người lính Việt Nam Cộng Hòa hoặc là người dân miền Nam quá thật thà.
Họ thật thà và họ ngây thơ, họ không nghĩ rằng là họ bị dụ. Anh chỉ nhìn coi, có nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng vậy, nghe lời nói ngọt ngào là khoái lắm. Cái dân miền Nam ngộ vậy đó, nghe dụ 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 nói hồi là chịu à. Tại vì họ chưa từng sống qua cái môi trường người ta lừa gạt lẫn nhau, cho nên họ không có cái gì mà họ phải đề phòng, không có cái gì mà họ phải đối phó, họ phải lương lẹo, họ phải thủ hết á. Môi trường của họ bây giờ, cái người hàng xóm hết gạo chạy qua chị cho em mượn lon gạo rồi cứ cho thôi, cứ lấy gạo cho chị qua cho em xin miếng đường cho em mượn miếng bột ngọt rồi cứ lấy cho thôi. Cái gì cũng vậy, tại vì cái tình con người miền Nam á là họ đùm bọc, họ yêu thương nhau từ xưa tới giờ, không có toan tính, không có còn gì nghĩ, tại vì mình có thì mình cứ cho thôi, nghĩ tới vậy là đó là tình thương và không có cần phải thủ đoạn để lừa gạt lẫn nhau. Nhưng mà sau này thì cộng sản nó vô và nó cướp được cái chính quyền miền Nam thì tất cả mọi thứ nó gần như nó thay đổi. Thì bây giờ người miền Nam á, sống trong cái xã hội cộng sản thì không còn được như ngày xưa nữa, nhưng mà những cái lớp người mà đã từng sống trong Việt Nam Cộng hòa thời trước á, đang sống ở tại nước ngoài này, thì cái tâm tính của họ, một số người đó quý vị, họ vẫn còn giữ nguyên cái tính đó. Họ không có nói xạo được, họ không có bịa chuyện được. Thùy Dương gặp cũng nói chuyện với một chú ở bên Pháp cũng vậy. Thùy Dương hỏi những kiến thức lịch sử, chú nói con ơi cái đó thì chú không biết cho nên chú không kể con nghe được. Người ta biết người ta nói biết, còn người ta không biết là người ta nói không biết. Dạ. Cho nên là Thùy Dương quay lại cái chuyện mà anh chị thấy rằng hồi nãy đó, là cái vụ mà nó cố tình nó tấn công người ta rồi bắt đầu người ta làm lại, thì bắt đầu nó làm, nó lấy cái xác của cái ông thiếu ý thức đi vòng vòng khắp nơi, làm bất lợi cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa rất là nhiều. Nó chơi có nhiều cái chiêu trò đỡ không nổi. Nó thì cái vụ mà tướng Nguyễn Ngọc Loan mà bắn cái tên đặc công mà bảy lém cũng vậy. Mà Thùy Dương nếu mà nói quý vị, thế Thùy Dương đâu có thấy những cái chuyện này đâu, Thùy Dương chưa từng chứng kiến. Nhưng Thùy Dương đọc sách, Thùy Dương hỏi và cho Thùy Dương có kiến thức để Thùy Dương làm. Nên là nhiều người, nhiều đứa du luận viên nó cứ vô nó mạnh nít nôi biết gì nói. Tôi con nít con nôi, nhưng tôi chịu khó đi tìm tài liệu, tôi chịu khó đọc sách, tôi đi tìm kiếm thông tin, cho nên cái chữ con nít con nôi dục qua một bên. Cái lớp trẻ là họ đi sau, cái lớp trẻ đi sau họ phải tiến bộ hơn cái lớp người đi trước. Tại vì sao? Công nghệ phát triển rõ ràng mà. Cho nên họ, cái gì họ làm việc cũng nhanh hơn, và cái lớp của Thùy Dương sẽ chậm hơn cái lớp của con Thùy Dương. Và rồi cái lớp của con Thùy Dương nó sẽ chậm hơn cái lớp con của nó, có nghĩa là cháu Thùy Dương. Mình phải chấp nhận nó thôi. Nó bình thường vậy. Chứ đừng có nói vậy mình đẻ con ra làm gì, nếu đích nói nó không có tác dụng, nó không có công dụng, nó không có ích gì, mình đừng có đẻ nó ra. Tới thế hệ của mình thôi, dừng đi. Cho nên những cái đứa nào mà cứ nói mày nít nói biết gì á, chạc cho cái mỏ đó liền. Đến bây giờ thì Dương nhận nhiều cái mail mà nói chuyện là người ta tôn trọng mình, cô nọ nọ, mà cái thằng đám âm binh du luận viên cộng sản là mày biết gì mà nói mày là nít ranh, trời ngộ vậy. Đó là cái gì anh chị, cái tuyên truyền, cái giáo dục của cộng sản Việt Nam rất là đáng ghét. Tiếp theo là ngày 20 tháng 5 năm 1966 đó, thì quân đội của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không thể để cho lực lượng tranh thủ cách mạng của Thích Trí Quang ngang nhiên nổ súng bắn giết trong thành phố. Nhất là bắn hạ một chiếc máy bay quan sát L-19 trong khi lực lượng thanh tra tranh thủ. Trong khi lực lượng tranh thủ của Thích Trí Quang khai pháo tấn công chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tại chùa Vĩnh Hội, Đà Nẵng. Trước sự bắn giết dân chúng một cách vô tội vạ của lực lượng thanh tra, của lực lượng tranh thủ cách mạng của Thích Trí Quang, quân đội của chính quyền địa phương đã trực diện công khai đối đầu với sự bạo động bằng võ trang của lực lượng tranh thủ cách mạng của Thích Trí Quang. Lúc này thì Thích Trí Quang bèn gọi Tổng thống Johnson yêu cầu can thiệp, đòi Mỹ phải bảo vệ Thích Trí Quang, nếu không Thích Trí Quang sẽ phá nát phi trường Đà Nẵng. Phật tử đó, thầy tu đó, hòa thượng trụ trì gì đó, đầu trọc mặc áo cà sa đó. Đồng thời Thích Trí Quang đòi hỏi chính quyền phải rút quân ra khỏi Đà Nẵng và bắt buộc Thiệu Kỳ phải từ chức ngay. Trời đất cơ trời, không biết bây giờ trong nhà chùa, trong các ngôi chùa ở Việt Nam còn bao nhiêu ông nội giống vậy nữa. Tao nói quậy tưng bừng, đi tu không đi tu, Phật phải nói là phá hoại bánh tao long hết. Hỏi Phật giáo, Dương hỏi anh chị, trong cái lúc đó là người ta phải lo tùm lum chuyện hết quý vị. Trời ơi, mà bây giờ là người Việt Nam với nhau, trong miền Nam, anh chị Huế là ở miền Nam mà, trong vị tuyến 17 mà. Trời ơi, nó xách động Phật giáo xuống đường, người dân nó làm tùm lum hết.
Thùy Dương thấy cái diễn cảnh lúc đó mà thật sự là trời ơi, thật đáng ghét luôn á. Ngày 21 tháng 5 năm 1966 đó, thì cảnh sát đã tịch thu rất nhiều truyền đơn đòi đưa Thích Trí Quang lên làm tổng thống. Nói thì ghê chưa, đi tù lên làm tổng thống luôn. Và tác giả viết ở chỗ này cũng hơi tiếu tiếu, và giáo sư, ý quên, giáo sư Trần Quang Thuận làm thủ tướng. Rồi tác giả cũng viết thêm, mở ngoặc là viết chú thích thêm vui vui, mồ Phật, còn ai thắc mắc về giáo sư Trần Quang Thuận nữa không? Và tại sao Thích Tuệ Sĩ phải nhất quyết đòi đưa giáo sư Trần Quang Thuận thay thế ông Võ Văn Ái, đóng ngoặc. Thì ngày 25 tháng 5 đó, năm 1966, thì Thích Trí Quang lần thứ ba lại kêu gọi Tổng thống Johnson và Quốc hội Mỹ ủng hộ Phật giáo Việt Nam thống nhất Ấn Quang và đừng có ủng hộ chính phủ Thiệu Kỳ. Quậy quá, cho nên sau này Mỹ chịu nổi rút luôn luôn. Thỏa thuận với Trung Cộng xong là rút ra khỏi Việt Nam luôn. Khổ ghê không? Tao cho mày sống với Cộng sản, tao cho mày biết mặt. Rồi sau này Cộng sản nắm quyền đến. Rồi bắt đầu ở đây, ở phần sau có một phần mở ngoặc cũng vui vui. Sao lạ vậy ta? Thích Trí Quang biểu tình liên miên chống Mỹ cứu nước, sao lại đi kêu gọi Mỹ giúp đỡ? À, cái này người ta gọi là gì thưa quý vị? Vừa đánh vừa đàm phải không? Đóng ngoặc lại. Tội nghiệp Thích Trí Quang kêu Mỹ 3 lần mà Mỹ chả thèm trả lời, trả vốn chi cả, quậy quá trời quậy mà. Cũng trong ngày 25 tháng 5 năm 1966 đó, một đại đức tu mở ngoặc kép đóng ngoặc kép ở chùa Bạc Liêu bị cảnh sát bắt đã công khai là cán bộ của mặt trận giải phóng miền Nam, có nhiệm vụ sửa soạn chiến dịch nước lũ của Việt Cộng kéo Phật tử ùa về Sài Gòn cướp chính quyền. Trong cuộc đại náo bạo động võ trang của Thích Trí Quang, Thượng tọa Thích Tâm Châu đã nhiều lần can gián. Nhưng Thích Trí Quang có công tác riêng. Do đó, sự ôn hòa của Thích Tâm Châu là con đường trở ngại cho Thích Trí Quang. Do đó, Thích Trí Quang xài chiêu tiên hạ thủ vi cường, gieo nghi ngờ vào các Thích khác bằng cách cho rằng Đại Đức Thích Việt Cộng nhất trí là do Thích Tâm Châu mật chỉ với cảnh sát để bắt. Con người của cái ông Thích Trí Quang, của cái thằng Thích Trí Quang này sao mà nó khốn nạn dễ sợ. Nó dân trong đây mà sao nó con người của nó ác, thiệt là ác. Từ đó Phật giáo Việt Nam thống nhất đã chia 2 phe. Việt Nam Quốc tự do Thượng tọa Thích Tâm Châu lãnh đạo và ấn quang cho Thích Trí Quang cầm đầu. Ngày 3 tháng 6 năm 1966, nhóm tăng ni Phật tử phản đối chính sách ôn hòa của Thích Tâm Châu và Thích Trí Quang ra thông cáo Thích Tâm Châu chỉ là kẻ thừa hành. Sau đó cả Thích Tâm Châu cùng Thích Hộ Giác từ chức. Thì ngày 6 tháng 6 năm 1966, Thích Trí Quang vẫn phát động phong trào chống chính phủ quốc gia và kêu gọi Phật tử đem bàn thờ Phật xuống đường để cản lối đi trong thành phố, hầu làm trở ngại lưu thông. Nhận thấy hành động của Thích Trí Quang đã làm cho chính quyền bất ổn, xã hội bất an, đời sống dân chúng càng ngày càng xáo trộn trong khi Cộng sản Bắc Việt đang sửa soạn để tấn công. Do đó, Thiếu tá An ninh quân đội Chu Văn Sáng đã đề nghị bắt Thích Trí Quang giải về Sài Gòn thì mới ổn định được tình thế. Thì ngày 21 tháng 6 năm 1966 đó, thì Thích Trí Quang được đưa về bệnh viện của bác sĩ Tài trên đường Duy Tân và có cảnh sát canh giữ bên ngoài. Quý vị thấy không? Những cái thông tin này đó, Thùy Dương làm sao Thùy Dương biết được? Tại vì Thùy Dương nói rồi, nhìn cái mặt Thùy Dương như thế này để nói về những gì xảy ra năm 1963, năm 1966 làm sao biết được? Cho nên người ta mới viết lại sử, người ta mới in sách để mà lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ kia để cho những thế hệ con cháu đọc mà biết những gì nó đã xảy ra trong lịch sử. Nó chỉ có thằng cộng sản khốn nạn cho chết cho sen mọi giờ cho đẻ nó mới nói rằng mày con nít con nói biết gì mà nói, chỉ có cái đám chó đó nó mới nói vậy thôi quý vị, chứ còn con người bình thường nó đâu có nói vậy. Nó đủ trí khôn thì nó phải biết rằng viết sách là để cho thế hệ sau đọc chứ. Dạ đọc rồi quý vị thấy làm sao, quý vị nhận định làm sao về con người của cái tên Thích Trí Quang này?
Trời ơi, cái mặt của ông nhìn ghê lắm quý vị, cái môi dày, cái môi của Dương dày mớm anh, cái môi ông dày dày thiệt là dày, nhìn có con người thôi lơ. Rồi, chưa tìm thấy là ông có bồ bịch, ông có ghệ gì không, mà chưa tìm thấy, cái mặt của ông thì ghê quá. Một cái con người ham danh ham lợi đi tu đó anh chị, mà Phật giáo nó bị phá hoại từ từ năm 1960, 61, 62, 63 rồi. Ai ở đây anh chị bị vật, bị giật dây rồi đó, sau năm 75 làm gì, không thấy ai làm cái gì sau năm 75 hết trơn. Ngày 30 tháng 4 1975 nín thinh im gru không dám la gì hết. Quý cô chú anh chị nghĩ rằng á, Thùy Dương đọc đọc không Thùy Dương không có cảm nhận được vậy. Trời, nếu mà quý vị mà nghĩ như vậy là sai rồi. Thùy Dương là một cái con người đọc sách vở, nhưng mà Thùy Dương đặt mình được vào trong cái câu chuyện đó luôn á. Đôi khi cho nên tại sao quý vị thấy có những cái video mà Thùy Dương khóc á, tại vì Thùy Dương cảm được hết tất cả. Tuy rằng Thùy Dương nhỏ được, nhỏ thật đó, nhưng mà họ Thùy Dương đọc qua từng cái đoạn tới khúc nào, Thùy Dương cảm được sâu sắc cái lời của cái nội dung đó luôn. Và ví dụ như trong cái đoạn đó miêu tả về cái cuộc chiến tranh, có sự va chạm giữa bên đây với bên kia, là Thùy Dương thấy được, giống như là mặc dù quý vị nghe Thùy Dương đọc, là quý vị chỉ nghe cái nội dung thôi, nhưng mà trong cái đầu của Thùy Dương là một cái cảnh tượng, nó như là một cái bức tranh sống động thật sự luôn, chứ không phải là một cái lời đọc nữa. Quý vị chỉ nghe Thùy Dương đọc thôi, đúng không? Và Thùy Dương biết rằng là có nhiều người cũng giống như Thùy Dương, nghe Thùy Dương đọc, và quý vị có nhìn, có thể đứng giống như là quý vị đang chứng kiến những gì mà lịch sử đang xảy ra trước con mắt mình, giống như là một bộ phim, mình đang coi một bộ phim 3D. Thùy Dương vậy đó. Cho nên đừng ai nói mẹ nít nói biết gì, đọc là cảm nhận hết. Và qua những nhân vật mà còn sống tại hải ngoại, ở trong Việt Nam cũng còn, đừng có nói là Thùy Dương ra nước ngoài, Thùy Dương tiếp xúc với người Việt ở nước ngoài, không quý vị, ở trong Việt Nam vẫn còn mà. Thùy Dương có những người bác, có những người bạn của cha Thùy Dương vẫn còn sống mà. Và Thùy Dương đi vòng vòng trên Sài Gòn, cái miệng của Thùy Dương đâu có vừa, cái miệng của Thùy Dương đi tới đâu Thùy Dương hỏi tới đó, và Thùy Dương nhắm vô những cái người đó vậy vậy vậy, rồi Thùy Dương hỏi ra hết trơn. Quý bác các bạn không tin, các bạn mà đi chơi ra ngoài đường, các bạn thấy những người lớn lớn tuổi mà đi cục chân này kia nọ, mà mắt đồ không mất một con rồi đó, tay chân bị, là các bạn hỏi đi là thế nào cũng dính, họ kể cho các bạn nghe. Nếu cha mẹ của các bạn không kể, chính những con người đó sẽ kể. Các bạn cứ đặt câu hỏi đi, họ nghe, họ kể cho mà nghe. Chứ đừng có nghĩ rằng ôi cha mẹ không dám kể, đi ra hỏi những người đó đi. Hãy nhìn vô những người đó, hỏi đi, họ sẽ kể câu chuyện cho quý vị nghe. Thì chính Thùy Dương cũng hỏi những người đó mà Thùy Dương biết. Thùy Dương đã biết được cái câu chuyện lịch sử Việt Nam một phần là lúc Thùy Dương còn ở Việt Nam kìa. Chứ không phải là Thùy Dương ra nước ngoài Thùy Dương mới biết đâu. Nhưng mà ở trong đó mình tìm hiểu từ từ. Thùy Dương nói với quý vị là Thùy Dương làm cái gì, Thùy Dương phải nắm chắc nó, Thùy Dương mới làm. Thì ở trong Việt Nam là Thùy Dương đã hỏi ở trong Việt Nam rồi. Tìm từ từ, đi sưu tập thông tin, kiến thức từ từ ở trong đó. Bắt đầu Thùy Dương ra đây, Thùy Dương hỏi một lần nữa, Thùy Dương lên mạng, hỏi nhiều nguồn, nhiều người khác nhau. Rồi bắt đầu lên mạng nghe, YouTube nghe, thì mình thấy tự nhiên sao nó giống nhau vậy, sao họ kể giống nhau vậy. Về một cái diễn cảnh xảy ra trước năm 1975, và người ta cũng nói chung là cái đời sống miền Nam Việt Nam ngày xưa sống tốt, lúc có chiến tranh nhưng mà họ sống tốt, sống tự do lắm, thì bắt đầu mình biết rồi. Mình biết là gì, nó tuyên truyền dối rồi quý vị. Đó, chính chính chúng ta phải đi tìm cái câu trả lời để chúng ta biết là chúng ta làm đúng hay sai. Cho nên Thùy Dương bây giờ mà người ta nói đông nói tây, nói trái nói phải, Thùy Dương đâu có nghe. Thùy Dương nghe theo cái gì mình đã chính mình đã đi tìm. Lỗ tai mình nghe, con mắt mình thấy, sách vở, trên net, trên YouTube và những người còn sống, rồi trên sách vở, 4 năm nguồn nó cộng lại, thì Thùy Dương hỏi anh chị, 4 năm nguồn nó cộng lại nó khớp với nhau thì còn chạy chối vào đường nào nữa? Rồi còn cái gì để mình nghi ngờ nữa đâu? Thùy Dương trước khi Thùy Dương làm một cái điều gì đó, không phải Thùy Dương nghe một người mà Thùy Dương làm đó quý vị, Thùy Dương nghe từ nhiều nguồn khác nhau Thùy Dương mới làm. Dạ. Quý vị có đồng ý với Thùy Dương không? Nếu mà các bạn trẻ đang muốn biết cứ đi hỏi, đi ra ngoài đường uống nước mía, ăn bánh tráng trộn đó. Người ta vòng vòng ở đó nhiều lắm, những người lính Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam còn rất là nhiều, cứ hỏi thử đi sẽ biết hết. Rồi Thùy Dương cảm ơn quý cô chú anh chị hãy ủng hộ Thùy Dương bằng một cái like. Thùy Dương xin dừng video ở đây, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.